Kẻ lo nấu nướng dọn dẹp, người lo tiếp đãi khách thập phương. Chẳng còn ai bàn tán về các câu chuyện ghê gớm của khu nghĩa địa Quan Du đó nữa. Họ chỉ nói đến ngôi đền Kali đẹp đẽ với số khách hành hương mỗi ngày một đông. Còn những giai thoại về kẻ ốm được lành, người mù được sáng cứ truyền tụng khắp nơi. Chẳng ai biết các lời đồn đại này có căn cứ hay không, nhưng chúng càng ngày càng được lan truyền rộng rãi và số khách hành hương kéo đến đã lên đến hàng ngàn người. Từ cửa chính vào đền, các vị chức sắc yêu cầu mọi người xếp hàng theo thứ tự để chiêm bái Devichi. Cứ thế, hết người này đến người khác, lần lượt bước đến cung kính quỳ lại, dâng cúng các phẩm vật trước mặt nữ đạo sĩ. Các vị chức sắc đón nhận phẩm vật dâng cúng một cách hoan hỷ. Họ cẩn thận ghi tên tuổi người dâng cúng vào các cuốn sổ để Devichi duyệt xét và ban phước lành. Tuy nhiên, suốt mấy tháng qua, cô vẫn ngồi yên lặng, không để tâm đến cảnh tượng ồn ào náo nhiệt diễn ra quanh mình. Hôm ấy, trong suốt